Nguyên nhân của loãng xương thường thường là khi mà lớn tuổi thì người ta sẽ bị loãng xương đối với tất cả người nam hay nữ ha. Rồi lớn tuổi nghĩa là sao? Thí dụ như là sau 50 tuổi thì thấy đi đo loãng xương thì thấy nó loãng. Và cái nguy hiểm của loãng xương như thế nào, người ta để mức độ, thí dụ ta để loãng xương trung bình có nghĩa là mình cũng có thể là an tâm, nhưng mà ta để loãng xương nặng dễ gãy xương thì chúng ta phải cẩn thận. Thí dụ đối với cái người mà có tuổi mà đã bị loãng xương, nhất là mấy cụ mấy người lớn tuổi, thì chúng ta là con cháu thì phải lưu ý một điều: trong nhà tắm nếu như mà có người lớn tuổi thì dứt khoát một là có cái đệm như thế nào đó không có bị trơn, hai là dép lào là đưa ra không có được để ở trong, thì có thể để cụ là sử dụng bằng cái dép nhựa thôi. Tóm lại tức là làm sao mà đừng có trơn trượt. Nếu mà mấy cụ vào nhà tắm sơ ý lấy xà bông mà ra xoa xoa rồi xối xuống nó trơn trượt, mấy cụ mà té thì té là thường thường là té ngồi thì nó sẽ bị gãy, mà gãy là gãy khớp háng đó. Hồi nãy mình có nói cái là viêm khớp háng, thì bây giờ gãy khớp háng, thì bây giờ nếu như đi hang bên chấn thương chỉnh hình thì người ta định vị hoặc là người ta bó bột thì bó làm sao đây, nghĩa là vừa bó cái háng mà vừa bó luôn cái cột sống thắt lưng, tức là giữ đứng như thế này rất là khổ. Cho nên đó là những cái mà tôi lưu ý quý vị là chúng ta là con cháu nên để ý. Cái bây giờ còn cái nguyên nhân nào đi đến cái loãng xương, thường phụ nữ ha, phụ nữ mà sanh đẻ nhiều thì đưa đến cái loãng xương, rồi phụ nữ mà bị cắt bộ phận sinh dục, thí dụ như là bị u nang buồng trứng, cắt buồng trứng, hay là nhân sơ tử cung, u sơ tử cung, rồi cắt tử cung đi, hay là cắt hết cả tử cung buồng trứng. Như vậy thì một cái, cho dù là còn trẻ 30, 40, 50 thì cái loãng xương rất là nặng. Vì sao vậy? Vì cái trong cái tuổi mà còn sanh đẻ, có một cái phụ nữ có cái nội tiết tố là estrogen hay là progesterone, là một cái chất mà nó kiềm chế cái loãng xương. Nếu như mất cái này là thì cái kích tố sinh dục nữ không còn, tức là không còn, tức là không bị kiềm chế nữa, thì cái loãng xương nó tăng cường lên đó, tức là nó bị hủy xương đi đó. Rồi cái trường hợp thứ hai, quý vị nên lưu ý ha, nếu như uống cà phê quá nhiều mà uống vài ngày, cũng may là có những nơi mà cà phê nó bằng đậu nành ha, cà phê gì gì đó không phải là cà phê thiệt, cho nên cái cà phê in nó ít đi. Chứ nếu mà uống cà phê mà cà phê in nhiều cũng là yếu tố gây ra loãng xương đấy. Quý vị cứ 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 việc thí xác mà uống cà phê cả nam cả nữ thì sẽ bị loãng xương nếu mà uống uống nhiều mà uống dài ngày. Thì đó là những cái mà lưu ý, những cái nguyên nhân đưa đến loãng xương. Còn cái hậu quả là chúng ta hiểu rồi, dễ gãy xương. Cho nên người khác thì cái vụ té cái ầm không sao ngồi dậy, nhưng mà mình đã loãng xương té xuống cái là gãy liền. Cái đó là cái chúng ta lưu ý. Vâng.